Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang, tập số 4. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thảo đã hóa thành quỷ, cho nên mở ra được tiên trí, biết được pháp sư Như Minh Thành trên người tỏa ra một loại linh khí hào quang. Tự nhiên hiểu được cậu ta không bình thường, cộng thêm với thực lực bản thân lúc hiện tại còn chưa chắc có thể đem so được với thiên tục, cho nên hợp tác là lựa chọn chính xác nhất lúc này. Mà ở bên kia, Minh Thành lại càng sâu sắc hiểu rõ sự lợi hại của thiên tục. Lần trước ở trường tiểu học có cụ ngài giúp đỡ, còn chưa thu phục được hắn ta, miễn cưỡng có thể đánh bị thương nhẹ nhẹ mà thôi. Thảo lập tức đem chuyện từ đầu tới cuối kể nhanh qua. Ban đầu cô cùng với Tự Tình yêu nhau, hai người vốn định sau khi kiếm được một số tiền trên thành phố, sau đó về quê cùng nhau kết hôn. Ngay ngày đầu tiên về quê, hai người cùng đi thăm ruộng, thì đột nhiên giữa cánh đồng vang lên một tiếng chó tru dài. Sau đó Tự Tình bỗng ngã lăn ra, đình chỉ hô hấp, chết lặng đi từ đó. Thảo thấy được rõ ràng trên thân thể của Tự Tình bay ra một bóng người giống hệt như bạn trai mình như đúc. Sau đó lại có một bóng người khác ở bên ngoài nhập vào thân xác của bạn trai. Người đó tự xưng là Thiên Tục. Việc đầu tiên khi chiếm được thân xác Tự Tình, Thiên Tục trực tiếp giết chết Thảo, sau đó phong bế hồn phách của cô ở bên trong cơ thể, không cho cô đi địa phủ báo tin. Thảo sau khi chết đi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi triệt để đối với Thiên Tục, cho nên cô cam tâm tình nguyện giả vờ như không có chuyện gì, trở về nhà mình im lặng mà chờ đợi. Lần trước trong thôn xảy ra chuyện quỷ dị, chỗ nhà anh Tèo Anh có một cột quỷ khí khổng lồ, ta đã hấp thu được một số ít trong đó, cho nên bây giờ nhanh chóng tăng lên quỷ lực như hiện tại. Lý Minh Thành gật đầu, lúc này coi như đã rõ. Lần trước quỷ khí của chó mực thả ra thì Thảo đã hấp thu, cộng với một bụng hận thù, cho nên quỷ lực tăng lên là điều đương nhiên. Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Lúc này trong sân chỉ còn lại ba người: Thảo, Trung Phong và Lý Minh Thành. Đối mặt với bọn họ là một đám quỷ dữ. Ngoại trừ Thiên Tục ra thì bên dưới hắn còn có mấy tên quỷ sai tựa như tả thúng. Đặc biệt là cái tên cầm đầu đoàn đưa dâu kia, Minh Thành cảm thấy tên này quỷ khí tùm, cực kỳ đáng sợ. Minh Thành à, những nhà hàng xóm chung quanh đây như thế nào? Trung Phong hạ thấp giọng hỏi nhỏ Minh Thành. Anh cũng sợ rằng đám cô hồn dạ quỷ này đến bước đường cùng sẽ tìm cơ hội nhập vào người thường, đặc biệt là vào ngày của âm chí âm như hôm nay. Đến lúc đó khó mà lường trước được sự việc nghiêm trọng. Anh đừng lo, quỷ khí của đám này quá mạnh, đã phong bế toàn bộ con đường này rồi. Điểm đầu là nhà trai, điểm cuối là nhà bác tắm, toàn bộ những thứ khác đều thuộc phạm vi bên ngoài. Nghe câu trả lời của Minh Thành, lúc này Trung Phong mới an tâm. Ta muốn đối phó với Thiên Tục. Thảo bén giọng lên tiếng. Cô đã muốn lao lên trước tiên, nhưng Minh Thành là người nhanh tay cản lại. Kim Định! Minh Thành gằn nhẹ giọng. Trung Phong không biết từ lúc nào, trong tay đã mang theo một chiếc bọc dài hơn một thước hai, cúi đầu cung kính dâng đến trước mặt Minh Thành. Cung kính chính là tôn trọng với thần kiếm. Minh Thành đứng trước thần kiếm, gương mặt nghiêm túc cùng trang nghiêm. Thỉnh thần kiếm hộ Lý gia đệ tử tru tạc. Vừa dứt lời, đột nhiên mảnh vải bọc kiếm nổ tung, để lộ ra một thanh kiếm màu vàng đồng bóng loáng, óng ánh tỏa ra kim quang. Thậm chí Minh Thành còn chưa đụng đến thì thanh kiếm đã tản ra một cổ khí tức lăng lệ sắc bén. Minh Thành chỉ mũi kiếm về phía Kiều Tang đang đứng ở trước mặt, nghiêm giọng mà quát: Tà ma quỷ quái, từ bao giờ dám đứng trước mặt pháp sư ta
hung hăng càn quấy. Lời cậu vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên. Thiên Tục từ bên trong kiệu đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện đã đứng ở trên nóc kiệu. Có điều bộ dáng của hắn lúc này không phải là hồng phách như ban đầu Minh Thành cùng cụ Ngài nhìn thấy, mà đây chính là một gương mặt khác, một gương mặt quen thuộc với Thảo. Hắn đã chiếm lấy thân xác của Tự Tình rồi. Thảo cay đắng nói một câu. Cô cũng phải chấp nhận rằng lúc này đây, cái gương mặt quen thuộc kia không còn là người mình yêu nữa. Thay ta cản giao quỷ chung quanh, Thiên Tục để ta đối phó. Minh Thành hướng về phía thị Thảo phân công. Còn Trung Phong tự hiểu được mình đang bị thương nặng, sức cũng không còn nhiều nữa, chủ động lùi về sau. Anh bảo vệ mọi người trong nhà. Minh Thành gật đầu. Nhìn anh Phong trên người không có chỗ nào là không có máu. Bất giác trong lòng cậu thấy có chút đau đớn. Nhưng lúc này lại càng không phải là lúc hỏi thăm. Minh Thành niệm chú, sau đó trong tay bắn ra hơn 10 lá linh phù, miệng quát: Huyết hạt toái quy phù, phụng lệnh tổ sư, cấp cấp như lệnh, tru tà. Dứt lời thì cắn chót lưỡi phun về phía trước một ngụm máu tươi, khiến cho toàn bộ linh phù này đều nhiễm máu của mình. Kỳ quái đó là máu tươi của Minh Thành dính lên số linh phù này, khiến cho bọn chúng có cử động khác thường. Từng đường nét trên linh phù trong gió tự cử động, tự ghép mình thành hình của một con chim hạc. Sau đó âm phong quét qua, một tiếng thét của Minh Thành vang lên. Đoàn huyết hạc này phát ra một tiếng chim ngân thánh thoát, lao thẳng về chỗ cô hồn dạ quỷ ở bên ngoài. Bị Minh Thành cùng với thị Thảo mở ra một con đường. Cô Thảo, cô phải nhớ cho kỹ, chỉ khi nào cô nhất nhất nghe lời của ta ăn bài thì mới có phần trăm khả năng cứu được hồn phách của Tự Tình. Cô hiểu hay không? Minh Thành sợ Thảo trong lòng có xúc động, chút nữa làm rối loạn sắp xếp ban đầu của cậu, cho nên mới cẩn thận căn dặn cô một lần nữa. Ta hiểu rõ. Tháo đè xuống cảm xúc trong lòng, lao vào giữa đám cô hồn dạ quỷ kia, giống như hổ lạc giữa bầy dây, điên cuồng đấu đá. Quỷ khí liên tục hóa thành cơn lốc lớn, đánh tới đánh lui không ngừng. Thượng Thiên Kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm. Minh Thành trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Thiên Tục, phóng người lên cao, mang một kiếm này bổ xuống. Thiên Tục nhún người bay ngược về sau, áo bào màu đen của hắn đung đưa trong gió, giống như một cánh dơi khổng lồ phủ xuống màn đêm, tối càng thêm tối. Thượng Thiên Kiếm chém trúng vào chiếc kiệu tang, tia lửa chung quanh lóe lên, bắn ra như pháo hoa. Minh Thành cũng ngạc nhiên không kém. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được thứ đồ vật mà Thuận Thiên Kiếm không chém phá được. Chiếc kiệu tang này chính là đầu tiên. Dám chống đối lại với ta, ngươi thật không biết chữ chết giết như thế nào. Thiên Tục ở trên không hừ lạnh. Hắn ta há miệng một cái, bên trong miệng bay ra một đàn mũi, số lượng nhiều vô kể, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn, sau đó cấp tốc gia tăng bao vây mọi người bên ngoài. Minh Thành huy động trường kiếm chém ở quanh người, nhưng vẫn có vài con lọt xuyên qua trường kiếm cắn lên người cậu. Lúc cậu đưa tay đập đi con mũi này, cậu phát hiện ở vị trí mình vừa bị cắn có vết tấy màu xanh lục nổi lên. Thi độc! Minh Thành hoảng hốt kêu lên. Trong mũi có thi độc, chất độc được mũi hấp thu từ trong những ngôi mộ địa chôn người, đặc biệt là mộ địa có người hóa thành cương thi. Minh Thành là pháp sư, có linh khí hộ thể, cho nên hiện tại còn chưa sao. Nhưng nếu đổi lại là người bình thường thì chỉ cần một cú chích mà thôi cũng đủ đăng xuất dương gian rồi. Còn những người có khả năng bảo vệ tính mạng mình, vậy còn những người ở đây thì sao? Thiên Tục ở trên không miệng cười tà ác. Thủ đoạn này hắn cũng đã từng sử dụng qua đối với toàn bộ người nhà của Tự Tình, biến tất cả người nhà trai thành người chết, thành cương thi cho hắn sử dụng. Pháp sư, bên này cũng có người nhà của Tự Tình, bọn họ đã trở thành cương thi rồi.
Thảo ở bên ngoài vòng vây cản bước giả quỷ, hoảng giọng truyền đạt thanh âm đến Minh Thành. Dường như cô không biết phải xử lý những người này như thế nào. Hồn phách của bọn họ đã không còn, nhưng cũng không sao. Minh Thành cắn răng, cậu không ngờ Thiên Tục lại dám làm ra cái chuyện tán tận lương tâm như vậy. Nhưng đám mũi đã lao tới gần, bây giờ không phá giải được thì nguy mất. Minh Thành lần trước nhìn thấy cụ Nga sử dụng tam tại chân hỏa đẩy đuôi Thiên Tục, trong lòng đã sớm nghiên cứu qua những loại pháp thuật liên quan tới hỏa hệ. Lúc này đây mới chân chính phát huy tác dụng. Viêm hỏa phù, chữ đạo tổ sư hiển linh, ban ta đạo tắc, khu quỷ trục tà, cấp cấp như lệnh. Minh Thành vừa quát lớn, thuận thiên kiếm ghim mạnh dưới mặt đất trước mặt, linh khí bắn ra bốn phía, hai tay không ngừng bắt ấn, nhanh đến độ 10 đầu ngón tay chỉ để lại tàn ảnh. Loài người ngu ngốc, đừng giải dụa nữa, nhận mệnh của mình đi. Đám mũi theo tiếng cuồng tiếu của Thiên Tục mà bạo phát ra bốn phương tám hướng, chỉ duy nhất hướng Minh Thành là bọn chúng hóa thành một cái đầu quái vật khủng bố muốn cắn nuốt cậu. Ngay khi đầu quái vật được tụ vô số con mũi kia vừa lao đến, viêm hỏa phù trong tay Minh Thành bay ra ngoài, thủ ấn cuối cùng đã được thực thi, linh phù nổ tung. Linh khí được thuận thiên kiếm tụ lại hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Minh Thành điểm một chỉ lên miệng của mình, sau đó dùng sức mà thổi một hơi. Đám mũi độc tiếp xúc với viêm hỏa của Minh Thành, tất cả đều nổ tung, mùi khét bay ra khắp không gian. Không những như vậy, quả cầu lửa kia bay thẳng vào trong miệng của quái vật. Lúc này mới chân chính là đại chiêu của Minh Thành. Bảo! Một tiếng quát lớn, quả cầu lửa nổ tung. Ừ, cái gì? Thiên Tục lúc này cũng phải trợn mắt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng chỉ một quả cầu lửa của Minh Thành đã diệt đi hơn phân nửa số lượng thi mũi của chính mình. Đây là thành quả mấy trăm năm hắn bên trong cổ mộ tu luyện. Chưa hết, quả cầu lửa vẫn còn đang thiêu đốt thi mũi ở trước mặt hắn, thì đột nhiên có bóng một người thanh niên lao thẳng qua màn lửa, trên vai còn phát theo một thanh kiếm có kim quang sáng chói. Ta tiễn ngươi đi địa ngục! Minh Thành quát lớn, một tay cầm thuận thiên kiếm, một tay cầm linh phù, vẽ lên một chữ Lâm đánh về phía trước. Lâm! Minh Thành lớn giọng hô. Từ trong lá phù của mình bay ra một tia sáng, hướng thẳng về phía Thiên Tục đang giấu mình trong đám mũi, đánh xuyên tới. Kèm theo đó là một tiếng rên đau đớn của Thiên Tục. Các người hắn giống như đạn pháo bay thẳng ra bên ngoài. Quỷ khí của hắn tán loạn, không điều khiển được đàn mũi. Đây là cơ hội tốt cho viêm hỏa. Tiếng mũi nổ tung giống như lạc trang, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh chóng, Minh Thành đã phá xong bảy mũi của Thiên Tục đưa ra. Tốc độ của cậu rất nhanh, không đợi Thiên Tục đáp đất, thuận thiên kiếm, tốc độ hủy thiên diệt địa, trảm xuống. Thiên Tục là bậc nào của quỷ hồn? Quỷ đồ thực lực rất mạnh, lại còn là tướng quân thân kinh bách chiến, cho nên phản ứng của hắn quá nhanh. Trường kiếm chạm đến, hai tay của Thiên Tục đã chắn thành một hình chữ X ở trước người. Trường kiếm trượt dài một đường trên hai tay của Thiên Tục, tia lửa bắn ra bốn phía. Sau một chiêu này, Minh Thành cũng liền lùi lại, mà Thiên Tục cũng trượt dài về sau. Hắn vung tay của mình lên, khói vẫn còn nghi ngút bay lượn. Hắn nhìn về phía thanh thần kiếm trong tay Minh Thành, gương mặt hiện lên một vẻ tham lam khó cưỡng. Thanh kiếm này thật là sắc bén, Thiên Tục nói, sau đó gật gù, tự hồ giống như thuận thiên kiếm đã thuộc về hắn rồi. Đem thanh kiếm này dâng cho chủ công, hắn là người sẽ thích lắm. Minh Thành đen mặt, cậu cũng không ngờ rằng một ngày mình gặp một quỷ ở trước mặt mà thèm khát thanh thần kiếm trong tay mình. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi có thể mang nó đi rồi. Minh Thành cười lạnh, cậu đã quyết định rồi. Trận chiến này người chết ta sống, cho nên chỉ cần cậu chết thì thanh kiếm này không thuộc về cậu nữa rồi.
Thiên Tộc cảm thấy đắn đo. Hắn đã sớm bị cụ Ngà lần trước đánh cho bị thương, đến bây giờ còn chưa khôi phục được hoàn toàn thực lực, cộng thêm thanh thần binh lợi kiếm trong tay của tên pháp sư kia, hắn không dám chắc mình có mấy phần đánh thắng được Minh Thành. Minh Thành cũng không phải người thích dài dòng, thuận thiên kiếm liên tục chém xuống, còn đạo bút trong tay không ngừng họa phù. Cứ như vậy, khung cảnh này lọt vào trong mắt của mọi người, tạo ra một trận ác chiến lăng lệ, ác liệt nhất trong mắt người thường của thôn Vạn Phước. Linh phù không ngừng bay lên, thuận thiên kiếm chém xuống, liền có kim quang bùng nổ. Mà Thiên Tộc cũng không vừa, hắn chỉ dùng tay không bao phủ một tầng quỷ khí để chống đỡ, nhất thời đều ngang tài ngang sức. Thiệt giống như phim ở trên truyền hình vậy đó. Qua khe cửa hẹp, người ở trong nhà Bác Tám lúc này bật thốt ra một câu. Thiên Tộc bị Minh Thành chấn lui liên tục về sau, mỗi một lần lùi thêm một bước, hắn ta lại cảm thấy mình giống như bị sỉ nhục. Đường đường là một quỷ đồ, lại bị một chân nhân đánh cho lùi bước. Thực lực của tên kia rõ ràng không tới đâu, nhưng bởi vì thanh thần kiếm kia quá mạnh, hoàn toàn chấn nhiếp được Thiên Tộc. Lý Minh Thành đương nhiên hiểu rõ bản thân mình đến đâu, từ đầu đến cuối đều mượn nhờ thần lực của kiếm thánh đánh ra từng đợt lăng lệ kiếm khí. Bình đấu. Nhận thấy lúc này đây là cơ hội tốt nhất để đánh bại Thiên Tộc, Minh Thành không hề do dự, thi triển liên tục hai thức trong tam tự chân ngôn. Lòng bàn tay của Minh Thành có linh khí tụ đến, hóa thành một chưởng hình kim cang. Kim cang vừa tụ xong, các người cậu cũng đột nhiên bừng lên thứ ánh sáng màu vàng kim quang lấp lánh. Cùng lúc thi triển hai chữ binh và đống, Minh Thành đã vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình rồi. Người chết đi! Thành trống lên một tiếng, tay phải cầm thuận thiên kiếm, tay trái chưởng ấn kim quang đánh mạnh đến. Thiên Tộc ôm một bụng tức giận, nếu như không phải bản thân mình trọng thương từ trước, cộng với nơi này có một thanh thần kiếm trấn thủ, thì hắn nhất định có thể đánh bại Minh Thành, lấy đi thì thảo rồi. Nhưng mà lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng cùng chiến mà thôi. Thiên Tộc quát lớn một tiếng, các người bùng nổ ra quỷ khí cùng sát khí lăng lệ, ác liệt. Thuận thiên kiếm cùng kim cang chưởng ấn đánh đến, thân ảnh của Minh Thành và Thiên Tộc chẳng mấy chốc đã bị linh khí cùng với quỷ khí bao phủ, bên trong không ngừng phát ra từng tiếng ầm ầm vang vọng, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, chỉ thấy bầu không khí gấp rút đến cực điểm. Một tiếng nổ này lớn hơn tất cả những tiếng nổ từ trước cộng lại. Ngay sau đó, Minh Thành liền giống như diều đứt dây, bay thẳng ra bên ngoài, trượt dài trên mặt đất. Cậu lập tức dùng thuận thiên kiếm chống đỡ phía sau mình, lấy đà lại vụt lên. Lúc này Thiên Tộc cũng đã xuất hiện, khóe miệng của hắn có quỷ huyết đang chảy xuống, sau đó nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Nhưng mà hắn lại cảm nhận được quanh người có một cổ sát khí khóa chặt lấy. Âm phong kéo đến, đó là một chưởng đỏ rực. Thảo đã giải quyết xong đám lâu la bên dưới, lúc này cô đã chưởng đến đỉnh đầu của Thiên Tộc. Thiên Tộc hoảng sợ cực độ, hắn đương đà bay ra lại bị một chưởng đón đầu, không có cách nào né tránh được, ăn liền một chưởng. Sau đó cả người như đạn pháo gặp lại, nện thẳng xuống mặt đất. Cứ giao cho hồn phách của tự tình, ta có thể chữa cho ngươi một đường sống. Trong mắt của Thảo có thần thái kiên quyết, mà đau khổ cùng hy vọng cũng không kém bao nhiêu. Cô sớm biết tự tình đã chết rồi, chỉ hy vọng hồn phách của anh còn nguyên vẹn, vậy mới có cơ hội chuyển kiếp luân hồi. Minh Thành nhìn thấy một màn này cũng không thể xen vào được. Thảo xuất lực rồi, bây giờ không để cho cô có một câu trả lời hoàn chỉnh thì sợ rằng cô triệt để nhập ma mất thôi. Thiên Tộc ở trên mặt đất lồm cồm bò dậy, gương mặt trắng bệch đi, lại có chút thư sinh yếu ớt. Hắn nhìn về phía Thảo, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng thương yêu. Anh đây Thảo, anh chưa có chết, là anh đây mà.
có thể thấy được rõ ràng Thảo ở trên không hơi lảo đảo một chút. Đây đích thực là giọng nói của bạn trai, cũng là chồng sắp cưới của cô. Anh Tình, sao dây chuyền đính ước của tụi mình anh để đâu rồi? Thảo lẩm bẩm, mắt cũng si ngốc hỏi Tự Tình một câu. Minh Thành nhìn thấy cảnh tượng này không đúng, cậu cũng không mong Thảo sẽ về phía Thiên Tục, vội vàng đứng ra ngăn cản. Cô Thảo, đây chưa chắc là Tự Tình đâu. Câm miệng. Thảo chỉ quát một tiếng, quỷ khí bùng nổ, khóa kín toàn bộ đường tấn công của Minh Thành. Cô không cho phép Minh Thành làm tổn hại Tự Tình của cô. Thiên Tộc lúc này chính là Tự Tình, vội vàng cười hòa ái, sau đó nói: Anh để ở nhà rồi, vật quý như vậy làm sao anh có thể mang nó bên người chứ. Thân ảnh của Thảo đột nhiên biến mất giữa không trung. Bây giờ Thiên Tộc còn định nói thêm gì nữa thì đột nhiên một cổ quỷ khí màu đỏ bén nhọn như mũi kim xuất hiện ở trước mặt. Quỷ khí xuyên thủng qua cơ thể Tự Tình, khoang ngực lộ ra một cái lỗ thủng từ trước ra sau. Trái tim ở vị trí ban đầu của nó đã biến mất đâu không thấy. Ngươi không phải là Tự Tình, bởi vì chúng ta không có sợi dây chuyền đính ước nào cả. Thảo đột nhiên xuất hiện, trên tay cô là trái tim của Tự Tình, và trái tim đã ngừng đập. Ngươi đã ăn hồn phách của Tự Tình, cho nên ngươi mới không đoạt được trí nhớ của anh ấy. Tự tình của ta chết rồi. Thảo nói đến đây, đầu ngẩng lên cao mà gào thét, đau khổ cùng bi thống không thôi. Minh Thành thở dài một tiếng, nhìn thấy Thiên Tục bị Thảo một chiêu giết chết, cậu cực độ kinh sợ. Thiên Tục tự nhận mình tu luyện mấy trăm năm, cho dù đã bị thương thì cũng không nên bị Thảo chơi một chiêu như thế mới phải. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô đã bị hận thù làm cho điên rồi. Vì yêu, người ta có thể vì người mình yêu làm bất cứ điều gì. Thiên Tộc phát ra một tiếng thở dài không cam lòng, sau đó cả cơ thể Tự Tình hóa thành một bãi nước bùn hôi thối chảy dài ở dưới chân của mọi người. Linh hồn Thiên Tộc cũng lộ ra, hắn đứng nguyên như cũ, chỉ là trên ngực vẫn có vết thương do Thảo để lại. Hồn phách của hắn lúc này mới tan vỡ, hóa thành vô số tinh phách bay lượn đầy trời. Thu! Minh Thành ném lên một lá linh phù, thu lấy toàn bộ tinh phách của Thiên Tục vào bên trong linh phù. Lúc này nhìn chung quanh, toàn bộ đều là quỷ huyết. Thảo đã giải quyết tất cả đám cô hồn và quỷ chung quanh rồi. Thảo à, cô mau nhanh chóng tiến nhập linh phù, ta có cách tụ lại hồn phách cho Tự Tình. Minh Thành nhìn thấy Thảo vẫn còn đang khóc, khóc như chết cha chết mẹ, khóc như đứt ruột đứt gan, không kìm được mới nói. Thảo quẹt nước mắt, sau đó lau nước mũi, ngẩng đầu nhìn Minh Thành, ngây thơ hỏi: Thật có cách sao? Minh Thành cũng không gạt cô, cậu gật đầu: Đúng là có cách, chỉ là lúc này đạo hạnh của ta chưa đủ, nhưng đợi thêm ít lâu nữa ta nhất định giúp hai người đoàn tụ, cùng nhau đi đầu thai. Cảm ơn, đội ơn cậu nhiều lắm. Thảo liên tục quỳ lại Minh Thành, sau đó theo lời dặn, mang theo trái tim của Tự Tình hóa thành làn khói, bay vào trong linh phù của cậu. Minh Thành căn dặn anh Phong cùng bác Tám rằng hãy an bài thu lượm di vật của người nhà Tự Tình, rồi sau đó nhanh chóng hạ táng cho Thảo. Thiên Tục đã chết, hồn phách của Thảo không còn cấm chế nữa, cho nên đã vào linh phù rồi. Lúc này chỉ còn lại cái xác không hồn mà thôi. Nhìn cảnh mọi người còn đang chưa tin được những gì trước mắt, lục tục xử lý chuyện này, Minh Thành ngẩng đầu nhìn trời cao, cảm giác được thôn vạn phước này, sự việc đến đây vẫn còn chưa kết thúc. Đó là một buổi chiều, trời vẫn còn chưa tắt nắng. Minh Thành nằm lười trên chiếc võng treo trước nhà,
Bóng trăm từ cây xoài gần đó trụ xuống, gió phiêu đãng thổi nhẹ. Mấy đứa bắt đầu đọc theo nha. Giọng đọc đều đều của Trung Phong văng vẳng truyền đến. Trải qua hai sự kiện kinh dị gần đây, niềm tin của người trong thôn đối với Minh Thành và Trung Phong ngày càng tăng cao. Không ít bậc cha mẹ đều tìm đến nhờ cậy hai người dạy thêm cho con mình. Mặc dù Trung Phong trước đây đã từng nói qua rằng mình chỉ dạy thêm môn toán, có người còn không chịu bắt anh dạy thêm cả môn làm phép trừ tà. Điều này làm cho Minh Thành dở khóc dở cười. Muốn làm pháp sư phải trải qua thiên kinh bách luyện, nguy hiểm đến tính mạng không thể nào đếm hết được, luôn đặt mình vào trong hiểm nguy để bảo hộ cho bá tánh sau lưng. Nói thì dễ, nhưng chỉ có pháp sư chân chính mới hiểu được quá trình này tàn khốc và gian nan đến như thế nào. Trong số những đứa trẻ đến học thêm, Minh Thành chú ý nhất chính là hai đứa nhỏ sinh đôi, một nam một nữ. Lúc bác Tám trưởng thôn kể sơ qua tình hình của hai đứa, trong tận đáy lòng không khỏi dấy lên lòng thương chua xót, nói: cha nó là con nghiện, số lần cai nghiện đã vượt qua khỏi 10 đầu ngón tay rồi. Cái gì trong nhà cũng đem đi bán, mảnh đất cắm dùi cũng bán nốt luôn. Cuối cùng không còn tiền để chích nữa, bả qua mà chết. Mẹ tôi nhỏ hơn ngày ba nó nhập trại cai nghiện đã bỏ đi bặt tâm không thấy. Nghe nói là về lại quê mình ở xứ Thượng đó. Tụi nhỏ năm nay 11 tuổi thì mẹ nó cũng biệt tích 10 năm rồi, không hề trở lại. Cặp song sinh một bé trai một bé gái này, vậy chứ mà cái tên đẹp lắm. Bé trai gọi là Thiện Phàm, bé gái gọi là Thiện An. Thiện Phàm nghĩa là một đời lương thiện bình phàm, Thiện An nghĩa là một đời lương thiện bình an. Hai đứa bé lớn lên một chút, bác Tám xin được trên thị trấn một đại lý vé số về, cho hai đứa nhỏ đi bán kiếm sống qua ngày, tích góp tiền đi học, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có thiếu thì mọi người bù vô. Cứ như vậy, năm nay hai đứa cùng nhau lên lớp 5 rồi. Bác Tám biết sau này lên cấp 2 thì cả hai đứa nhỏ này đều phải lên thị trấn đi học, nên mới gửi gắm cho Trung Phong dạy dỗ thêm, được chút nào hay chút đó. Điểm năm cuối tiểu học mà cao, biết đâu được lên lớp 6, được học bổng cũng đỡ phần nào thì sao. Bây giờ học thêm một con chữ thì đỡ phải bán thêm một tờ giấy số, tụi con hiểu chưa? Đó là lời bác Tám khi dắt tay hai đứa nhỏ đến lớp học. Minh Thành lần đầu nhìn thấy hai đứa bé này liền sinh ra một loại cảm giác yêu thích từ sâu tận đáy lòng. Cậu thầm nghĩ rằng chỉ đợi sau này khi hoàn thành xong việc ở đây, nhất định sẽ mang theo hai đứa trẻ trở về Lý Gia. Lý Gia cũng không phải gia tộc giàu có nhất nhì gì, nhưng nuôi hai đứa bé đến học hết đại học vẫn là điều vô tư. Có điều cậu còn phải nhìn thêm hai đứa nhỏ này lâu hơn một chút mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ ngày đầu tiên khai lớp học thêm đến nay đã trôi qua được hơn tháng rưỡi. Mấy ngày gần đây trong thôn không có việc gì lạ, yên tĩnh lạ thường. Buổi tối Minh Thành cùng Trung Phong đang chuẩn bị dùng cơm thì bên ngoài chú Bảy Vịt bước vào, hai tay bưng một mâm thịt vịt vẫn còn nóng hổi, cười thân thiện đặt lên bàn ăn. Hai đứa đang cơm hả? Chú có luộc mấy con vịt, mấy đứa ăn luôn cho nóng đi. Minh Thành cũng dần quen mặt được gần hết người trong thôn Bản Phước này rồi, vừa cười vừa cảm ơn chú Bảy. Bộ vịt này xuất chuồng hay sao mà nhiều quá vậy chú Bảy? Người giống như tên, chú Bảy Vịt có một trại vịt. Chú trả lời: Đâu có, sáng nay ra thăm chuồng tự nhiên thấy mấy con vịt này nó chết tươi rồi chứ. Chú thấy không có bệnh gì nên mới làm ăn đó. Tự nhiên chết luôn hả chú? Chết nhiều ít? Trung Phong nhìn chằm chằm vào mâm thịt vịt, trong lòng cảm thấy cái mâm này có chút gì đó lạ, nhưng nhất thời cũng không biết phải diễn tả cái loại cảm giác lạ này là như thế nào. Nhiều bé ơi, tổng cộng 11 con nè. Thôi được rồi, bé ăn đi cho nóng, chú cũng về coi lại bầy vịt đã. Chú Bảy nói xong
mặt mày xám tro rời đi, cũng không để ý đến biểu tình nghiêm trọng của Minh Thành và Trung Phong. Minh Thành đang cầm đũa lật qua lật lại mấy miếng thịt vịt trong mâm, sau đó gõ nhẹ đũa lên đùi vịt rồi nói: "Thịt vịt này được luộc qua với nước gừng, em không có cách nào mà phát hiện hay là nhìn ra được tà khí ở trên đó, cũng không đoán ra được cái gì." "Minh Thành à, em quên mất một điểm trọng yếu rồi." Trung Phong lúc này mới lên tiếng, giọng nói nghe tựa hồ như rất trầm trọng. Minh Thành cũng cẩn thận lắng tai nghe. "Từ đầu đến giờ đó, anh không thấy nội tạng của đám vịt này." Minh Thành bật cười: "Cái này mà gọi là trầm trọng cái gì chứ? Chú Bảy vịt làm vịt có lẽ hơi kỹ, cho nên đã bỏ mất một số nội tạng của vịt rồi cũng nên, chứ đâu có cái gì mà trọng yếu." Cậu nói: "Chắc chú Bảy để lại ăn thôi, hoặc là đã sớm làm sạch rồi." Minh Thành mỉm cười, ăn một miếng thịt vịt vào miệng. "Anh thử xem, đúng là thịt vịt chú quê có khác đó, vừa ngon vừa dai không chứ?" Minh Thành nói: "Ở thành phố quả thật cũng có nơi bán vịt quay chứ, nhưng đồ dân giả mới là cái chân ái thật sự." "Hy vọng là anh nghĩ nhiều." Trung Phong thở dài một tiếng. Anh không có năng lực chiến đấu mạnh như Minh Thành, nhưng bù lại khả năng nhận biết đặc điểm của các loại quỷ quái ngược lại không kém cậu bao nhiêu. Tựa như mâm thịt vịt này, chỉ vừa mới nhìn qua liền xuất hiện trong đầu vô số các trường hợp quỷ quái. Hoặc cũng có thể là bởi vì Trung Phong nghĩ nhiều thật rồi. Bắt đầu là nhà chú Bảy vịt, sau đó tới nhà cô Sáu gà, liên tục những nhà có nuôi vịt gà, heo ở trong thôn, liên tục có vật nuôi chết đi. Chỉ chừng khoảng một tuần lễ này thôi, số lượng tổng cộng đã đạt đến 100 con. Chú Bảy nhìn trại vịt của mình mà lắc đầu ngao ngán. Từ đầu đến giờ đã chết hơn 40 con rồi. Chuyện đạt tới đỉnh điểm khi một đêm này đôi trâu trong thôn cũng chết. Minh Thành lần này đã chính thức biết được sự việc nghiêm trọng. Phàm là đối với những sự việc không thể đưa ra lời giải thích thì người ta thường nghĩ ngay tới chuyện ma quỷ, cho nên Minh Thành cùng Trung Phong lần này được mời đến. Cảnh tượng đập vào mắt cả hai chính là một đôi trâu thiệt béo nằm chỏng vó ở trước mặt. Đầu trâu ngảnh sang một bên. Đáng nói hơn, hai cặp sừng trâu vậy mà gãy ra làm đôi. Bột phấn từ trong sừng rơi vụn trên nền đất, tựa hồ như vôi vậy. Minh Thành cẩn thận nhìn xem, thình lình ở trên chỗ bột sừng ít ỏi này xuất hiện một dấu chân rất nhỏ, tựa hồ như là của một đứa con nít. Cậu chau mày, dấu chân này không có tà khí quấn quanh, lại càng không có nhân khí của loài người. Minh Thành cũng không phân biệt được đây là của người hay quỷ, cho nên mới cẩn thận dùng linh phù bột lấy chỗ bột sừng này, gối lại mang về. "Minh Thành à, nhìn xem chỗ này." Anh Phong xem xét cả hai con trâu, lúc này mới kinh hô một tiếng, làm Minh Thành giật mình quay đầu. Bởi vì ban nãy đôi trâu nằm im lìm, cho nên người ta không để ý. Bây giờ mới có thể rõ ràng nhìn thấy được, rằng khoang bụng của chúng vậy mà lại bị mở ra. Tách ra phần bụng, Minh Thành nhìn vào bên trong. Lúc này sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. "Nội tạng bên trong đều không còn nữa. Con trâu bên này cũng vậy nè." Trung Phong chỉ về phía con trâu còn lại, cũng nói lên lời tương ứng. Người trong thôn vây quanh nó cũng kinh ngạc kêu lên: "Đúng rồi, mấy con vịt nhà chú cũng vậy nữa, chết mà không còn bộ lòng." "Lòng gà nhà cô cũng không có còn." "Heo nhà bác cũng vậy đó." Liên tục là những tiếng xác nhận của những người có động vật mất trong nhà lên tiếng, là cùng một loại thủ pháp. "Nè, mọi người một tay, giúp cháu lật hai con trâu này lại sang bên với." Mỗi người một tay, cùng nhau lật con trâu sang một bên. "Quả nhiên đúng là như vậy. Hai con trâu này không chỉ mất đi toàn bộ nội tạng, mà cả máu cũng bị uống sạch, không còn một giọt." Nghe Minh Thành nói, mọi người mới để ý rằng khu vực hai con trâu này nằm chết
Mặc dù khoang bụng bị mở ra, nhưng vùng cỏ xung quanh lại không hề có một chút máu nào cả, hoàn toàn khô sạch. Thịt trâu này tốt nhất là nên chôn đi thì hơn. Minh Thành bên ngoài thì trầm ngâm nói, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn sóng trào. Một tuần trước mình còn ăn no một mâm thịt vịt bắt nguồn từ cái thứ quỷ quái này. Ai biết được đó là yêu hay quỷ chứ. Nghĩ đến việc mình vừa ăn đồ ăn thừa của quỷ quái, bụng bắt đầu bồn chồn muốn nôn ra. Tối nay những người nhà nào có động vật bị mất, tập trung tới nhà cháu. Cháu muốn nghe tỉ mỉ mọi việc một lần. Minh Thành nói, sau đó cùng với Trung Phong rời đi trước. Chính cậu cũng muốn kiểm nghiệm thử xem thứ bột sừng trong linh phủ của mình, rồi dấu chân kia, chốt cuộc là của người hay quỷ. Nếu là quỷ, chốt cuộc có liên quan gì đến chúa công gì đó trong miệng tên thiên tục nói trước đây hay không chứ? Minh Thành nghĩ, Trung Phong cũng nghĩ. Nếu là quỷ, có thể nào liên quan đến thứ khí màu xám đục bay ra khỏi bầu trời hơn mà Minh Thành giết chết quỷ cho mực chặt? Lúc cả hai rời đi, cả hai căn bản không để ý đến một bóng lưng đứa con nít đứng khuất sau đám người lớn. Thân ảnh bé nhỏ kia dễ dàng trốn ra đằng sau, len lỏi qua kẽ hở, nhìn đến chỗ hai con trâu. Bởi vì quá nhiều người, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng của đứa bé này cong lên, để lộ ra một nụ cười kỳ quái, mấp máy nói mấy câu. Thịt trâu này ngon lắm á. Nhìn thấy hai người thiếu niên kỳ tài kia rời đi, người trong thôn chỉ có thể thở ngắn than dài với nhau, không biết phải giải quyết như thế nào đây. Hai con trâu này nuôi suốt thời gian qua, công sức bỏ nhiều mà vốn cũng không ít. Bây giờ tự nhiên chết đi rồi phải đem đi chôn, chủ trâu không cam lòng chút nào. Cả ngày hôm đó, Thành cùng Phong sau khi về nhà cũng không hề đề cập tới sự việc hai con trâu sáng nay, mà vẫn nhàn nhã như cũ. Thành nằm trên võng lướt Facebook, Phong thì dạy học cho đám trẻ cách làm toán. Tựa hồ như hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, thanh nhàn yên ả. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, trời sắp tối rồi, mấy đứa về cẩn thận nha. Phong giải tán lớp học. Lúc này Minh Thành cũng đã vào trong nhà. Không phải là sáng giờ hai người không muốn thương lượng, nhưng mà vướng đám nhỏ này, nói ra chỉ sợ bọn nó sợ trong thôn có ma, ám ảnh tâm lý nên mới giữ tới bây giờ. Thành à, mày có manh mối gì không? Trung Phong châu mày. Trong đầu anh đã có suy đoán, nhưng lại không có mấy phần nắm chắc, cho nên bây giờ mới cần thêm Minh Thành bổ sung ý kiến. Tất cả những trường hợp động vật chết đều có điểm giống nhau, đã mất ruột mà chết. Nhưng mà tại sao em lại vẫn cảm thấy đây không phải là nguyên nhân chính gì? Đúng rồi, giống như là đôi trâu kia, hẳn là sau khi chết rồi mới bị rạch bụng rồi lấy mất nội tạng đi. Cả máu của trâu cũng bị rút cạn sạch. Đây là điều chưa từng thấy đối với các loại vịt gà và heo trước đây. Điều này nói lên điều gì, em biết không? Trung Phong từng câu nói dẫn dắt đến một loại suy đoán cực kỳ nghiêm trọng, mà hai người cũng phải giật mình khi nghĩ đến. Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói. Thứ quỷ quái kia đang dần trưởng thành lên. Ban đầu là cần những loài động vật nhỏ như vịt gà, sau đó là heo, rồi đến trâu. Lúc này con trâu còn chưa đủ, mà còn cần phải thêm máu trâu nữa. Bất giác Minh Thành cảm thấy chuyện này không còn chỉ là chuyện ma quỷ quấy phá đơn giản nữa rồi, mà đây thật sự là một mối nguy rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả chó mực cùng với thiên tục lần trước nữa. Trong thôn cũng không có bao nhiêu con trâu, bò thì cũng chừng đó. Anh nghĩ xem, nếu một ngày trâu bò không thể đáp ứng được nhu cầu của thứ kia nữa, thì món tiếp theo sẽ chính là huyết nhục con người đó. Minh Thành chậm rãi nói, từng câu từng chữ phát ra đều thể hiện sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể đạt đến trình độ hiểm nguy tới tính mạng.
Nếu như xử lý không ổn thì cả ngôi làng này, thậm chí là hai ngôi làng kế bên cũng rất có thể sẽ bị xóa sổ. Được rồi, bây giờ phải mau chóng nhìn thử xem rốt cuộc thứ dấu chân ở bên trên cái bột sườn trâu kia là gì. Minh Thành nói. Cậu lấy từ trong túi ra lá phù sáng nay đã thu bột sừng vào, chuẩn bị thi pháp. Bên ngoài cửa sổ vậy mà lại phát ra hai tiếng loạt soạt. Minh Thành không đợi Trung Phong phản ứng, đã phóng đến bên cạnh cửa sổ, ngó đầu nhìn ra ngoài. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh hai đứa con nít, một nam một nữ. Hai đứa cười gượng gạo nhìn Minh Thành, trên miệng vẫn còn đang cắn dở miếng xoài. Thiện Phạm Thiên An, hai đứa hái xoài hả? Thiện Phạm gật đầu, vội vàng nuốt xuống miếng xoài, rồi nói: Dạ, xoài ngon lắm, chú ăn thử không? Minh Thành lắc đầu, thở nhẹ ra một tiếng, sau đó phóng ra cửa sổ, nhặt lên ba viên sỏi nhỏ, bắn về phía mấy trái xoài còn treo lủng lẳng trên nhành cây. Chụp lên nè! Thành cười nói, sau đó cùng Thiện Phạm và Thiện An chia nhau ra chụp mấy trái xoài, miệng cười te toét. Kẻ xoa đầu Thiện Phạm, Minh Thành nói tiếp: Được rồi, đừng có leo cây, nguy hiểm lắm đó biết chưa? Dạ. Thiện Phạm ngoan ngoãn dụi đầu vào trong lòng bàn tay của Minh Thành, hòa ái dạ một tiếng thật dài. Hôm nay ăn cơm nhà ai vậy? Dạ, nhà bác Tám. Thôi cháu về đây, thưa thầy Phong em về. Chào Minh Thành, sau đó chào Trung Phong. Hai đứa nhỏ nối đuôi nhau ra về. Dù đã đi cách một khoảng xa, nhưng Minh Thành vẫn còn nghe được tiếng hai đứa nhỏ tranh xem xoài của ai mới là to hơn. Lạ nha, bữa nay hai đứa nhỏ này có bộ đồ mới kia. Thành chống cằm suy nghĩ, nhưng rồi cũng cười cười bỏ qua. Hai đứa nhỏ này thiệt là dễ thương hết sức. Thiện Phạm cùng Thiện An còn quá nhỏ, chưa thấy tự mình nấu cơm được, cho nên bác Tám cùng với mấy nhà nữa phân công nấu cơm cho hai đứa bé về ăn chung. Hôm nay tới lượt nhà bác Tám. Minh Thành cảm thấy thôn Vạn Phước này giống như tên vậy, vạn điều phước lành. Thành trở lại phòng, quyết định làm tiếp việc ban nãy mình định làm. Đó chính là điều tra cái thứ dấu chân được in trên bột sừng kia. Nói đến chỗ bột sừng, khi được Minh Thành nhặt lên thì dấu chân cũng theo đó mà mất hết. Cái cậu hy vọng chính là dựa vào các loại khí tức để phân biệt ra được rằng đó là dấu chân của ai. Đây cũng là một loại manh mối rất quan trọng. Việc trừ tà bình thường, gặp tà liền trừ. Nhưng từ dạo đến thôn Bản Phước này, Minh Thành cảm thấy trừ tà không chỉ đơn giản là biết đạo pháp, mà ngược lại còn phải biết dùng não nữa mới được. Phụng lệnh chữ đạo tổ sư, thiên địa hiển linh, vạn khí tất linh, hiển hiển lộ lộ, cấp cấp như lệnh. Trong tay Thành kẹp lấy lá phù, sau đó miệng lẩm bẩm đọc chúng. Tiếp đó nó nhẹ nhàng phiêu phù bay lên ngang mặt cậu, cuối cùng mới tà tà rơi xuống mặt bàn, trộn lấy bột sừng, sau đó bừng lên một đoàn hỏa diễm. Lửa trắng là nhân khí, lửa đen là quỷ khí, lửa đỏ là yêu khí, lửa tím là tà linh khí, lửa xanh lục là thi khí. Căn bản có 5 loại lửa biểu trưng cho mấy loại khí tức thông thường nhất. Và Minh Thành ngạc nhiên khi nhìn lên lá phù đang cháy kia. Từ màu trắng chuyển sang màu đen, rồi lại chuyển sang đỏ, sau đó lại thành màu xanh lục, cuối cùng quay trở lại về màu trắng. Ngoại trừ tà linh ra thì 4 loại màu lửa luân chuyển liên tục, không để cho Minh Thành nắm bắt được đâu mới là chân chính khí tức của tà quái. Chuyện này là như thế nào chứ? Sao lại không nhìn ra được? Minh Thành lần đầu tiên gặp qua trường hợp này. Linh phụ mất linh rồi sao? Có thể có 2 trường hợp. Thứ nhất là linh phụ mất linh thật. Thứ hai là năng lực của thứ kia cao hơn em nhiều lắm, cho nên mới có thể che mắt được linh phụ của em. Minh Thành rồi cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cậu cũng hiểu rằng lúc này không có cách nào vội vàng được,
Tình hình trước mắt còn chưa rõ, lòng người mà loạn thì tất có biến cố xảy ra. Ơi, hai đứa có nhà không? Bên ngoài có tiếng gọi vang lên. Thành cùng Phong cùng nhau đi ra ngoài. Đó là bác Tám dẫn đầu. Phía sau lần lượt là chú Bảy, cô Sáu và những cô chú có động vật chết lục tục kéo đến. Chủ của hai con trâu sáng nay cũng đến. Cá Thiện Phàm và Thiện An cũng theo bác Tám đến chơi. Bác Tám, cô chú vào nhà đi, đợi cho pha ấm trà cho mình từ từ nói chuyện. Xích chút nữa cậu quên mất rằng sáng nay mình có hẹn với mọi người tới nhà để nói chuyện sơ qua về mấy con động vật đã chết. Giữa bàn là ấm trà mới pha, ngu ngút khói hóa thành từng lọn nhỏ bốc lên cao, xoay tròn trên không trung. Minh Thành chậm rãi rót trà cho mọi người, cũng không vội vàng mở miệng nói trước. Bác Tám là người dẫn đầu, giọng ngập ngừng, tựa hồ như e sợ câu trả lời của Minh Thành. Bác hỏi: Mấy con vịt, gà, heo, rồi cả trâu sáng nay nữa, đều là bởi người ta làm sao Thành? Người nào Bác Tám? Làm gì có thằng nào biến thái gì? Bác Tám tặc lưỡi một cái, nhìn quanh mọi người rồi mới nói tiếp: Người ta là người không còn sống, là ma đó con. Phạm là người từng chứng kiến qua quỷ ma, hoặc là người trước đây từng trốn trong nhà bác Tám, tận mắt nhìn thấy quỷ hồn, đều không tự chủ được mà ngồi sát lại gần nhau hơn. Minh Thành lúc này mới chợt à một tiếng, thì ra cái người ta ở bác Tám nói đến chính là ma quỷ. Đến bây giờ tuy còn chưa tìm ra được, nhưng mà cháu dám chắc chín phần thủ phạm đứng sau cái việc này không phải là con người. Giống mọi người cũng đã nghĩ sẵn như vậy, nhưng bây giờ lại nghe thấy lời khẳng định của Thành, trong lòng càng hoảng sợ vô bờ. Hai con trâu sáng nay mọi người xử lý như thế nào rồi? Đã chôn hay chưa? Minh Thành hỏi. Nhưng không đợi mọi người trả lời, cậu đã tiếp tục: Nước mắt trâu bôi lên mắt người có thể nhìn thấy quỷ được. Con người của trâu lại có thể lưu lại một khoảnh khắc trước khi nó chết, cho nên muốn nhìn thấy được tung tích của thứ quỷ quái kia, e rằng chỉ có thể dựa vào đôi mắt của hai con trâu này mà thôi. Nghe đến đó, mọi người nhìn nhau, gương mặt có phần khó xử. Cuối cùng thì chủ trâu mới là người lên tiếng đầu tiên, giọng lý nhí: Thịt trâu kia chú cắt ra chia cho mọi người trong thôn gác bếp rồi, để mà ăn dần đó. Đúng đó chú Thành, ban nãy ăn thịt trâu nhà bác Tám, Thiện An không để cho cháu miếng nào hết. Cháu đã cho hết xài của mình rồi, nhưng mà cũng chẳng đổi được miếng thịt nào hết á. Thiện Phàm ngồi một bên, lúc này mới hậm hực lên tiếng, nhìn về đứa em gái song sinh của mình. Thiện An không đáp lại lời anh trai, mà chỉ cười lý nhí. Thành và Phong lúc này há hốc mồm. Hai người đều không có cách nào tưởng tượng được rằng thịt trâu vốn nên đem đi tiêu hủy, cuối cùng lại thành món ngon của mọi người, món ngon của mọi nhà. Ê, cái đó ăn không có được đâu trời ơi. Mọi người nhìn thái độ của Thành cũng lắp bắp kinh hãi, sợ rằng trong đồ ăn có độc hay là có ma khí quỷ khí gì đó, nhất thời dẫn đến tổn hại cơ thể, cho nên cũng hoảng loạn cả lên. Trung Phong mới vỗ nhẹ mặt bàn một tiếng, cười trấn an mọi người. Cũng không hẳn là có nguy hiểm gì đâu, chỉ là nếu đem đi tiêu quỷ thì tốt hơn. Không ăn được, không nên ăn cũng là đúng. Đó là bởi vì người thì trước giờ làm sao có thể ăn chung mâm với quỷ chứ. Nghe Trung Phong nói vậy, mọi người có chút yên tâm, nhưng rồi cũng nhanh chóng đổi sắc. Người đầu tiên, người thứ hai, người tiếp theo liên tục thi nhau chạy ra ngoài mà nôn khan. Nói là thịt trâu gác bếp, nhưng mà cũng không ít người đem đi nấu một món khác. Chẳng mấy chốc mà mọi người đứng thành hàng ngang, nối dài trước cửa nhà Minh Thành, bắt đầu nôn ẹ ra. Thành lắc đầu. Thật ra nghĩ đến cùng cũng là bởi vì cậu không nói rõ ràng, làm cho người ta hiểu nhầm rằng số thịt trâu này có thể ăn được,
giống như thịt vịt lần trước mà chú Bảy mang đến. Nhân lúc mọi người đều đã chạy ra bên ngoài, Thành vẫy tay gọi Thiền Phàm về phía mình. À, sang đây, chú có cái này cho con. Phàm gật đầu. Đứa bé này dù đã 11 tuổi, gương mặt có nét phong sương do thường xuyên phải đi bán vé số, nhưng đâu đó vẫn còn giữ lại sự hồn nhiên ở cái độ tuổi mà nó phải có. Minh Thành đón lấy Thiền Phàm, mỉm cười với thằng bé, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhẹ nhàng mà nói. Mọi người đã ra ngoài rồi, nấu đi. Ngươi tột cùng là thứ gì? Trung Phong nghe giọng nói của Minh Thành biến chuyển, vội vàng nắm lấy tay Thiền Phàm kéo về sau, ánh mắt nghiêm túc cũng khó hiểu nhìn về trước mặt. Lúc này trên ghế ngồi chỉ còn lại duy nhất Thiền An. Con bé cười hiếp mắt, ngẩng cao đầu nhìn Minh Thành, tựa hồ như không nghe thấy câu hỏi. Minh Thành dậm mạnh chân, dưới sàn nhà bốc lên bốn lá phù trấn bốn phương tám hướng, kim quang bốn góc lấy Minh Thành làm tâm mà chiếu đến. Ngươi tưởng nhập cho con bé là ta không nhận ra được sao? Minh Thành gằn giọng. Cậu không dám ra tay quá bạo, bởi vì cậu vẫn còn cảm nhận được linh hồn của Thiền An vẫn còn dao động ở bên trong cơ thể của mình. Phải, lúc này Thiền An đã bị nhập xác. Ngươi tưởng ngươi trốn trong thân xác của đứa trẻ này đi đến đây là ta không nhận ra được hay sao? Thiền An vẫn một mực không trả lời. Minh Thành cười khẩy. Tốt, ta cho ngươi biết sức mạnh của pháp thuật nhân vật. Cậu bắt quyết, bốn sợi xích sắt từ bốn phương đánh mạnh đến, mục tiêu chỉ có duy nhất Thiền An mà thôi. Anh Phong, đã quy thức. Trung Phong chưởng lên mặt bàn, khiến cho cây đã quỷ thước di chuyển lướt thẳng đến. Minh Thành bắt lấy, sau đó đã quỷ thước đánh đến, bốn lá phù bốn phương khóa chặt lấy Thiền An, không cho con bé di chuyển. Một thước này chính là đánh chát xuống mông của Thiền An. Có thể nhìn ra được gương mặt của con bé đang không ngừng vặn vẹo, miệng mở rộng ra, thoát ẩn thoát hiện, giống như lộ bốn chiếc răng nanh vô cùng đáng sợ. Thành lại quát lớn. Cút ra bên ngoài! Lại thêm một trôi nữa đánh xuống, uy lực phát ra mạnh hơn Trung Phong gấp rất nhiều lần. Lại nói, đã quỷ thước nếu thi triển pháp thuật thì từng trôi đánh xuống đều không phải là đánh người, mà là đánh thẳng vào sâu trong hồn phách. Bởi vì vậy mới có cái tên là đã quỷ thước. Minh Thành lại đánh thêm một trôi nữa, tiếng vuông vuốt xé gió vang lên. Trung Phong cho dù lúc này dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thân ảnh Thiền An lúc này đang tách ra. Đó không phải là thân thể, mà là hồn phách của Thiền An và một hồn khác. Gương mặt trắng như cá chạch, không có chút máu nào, đôi mắt lồi ra thật đáng sợ, trên miệng vẫn còn vương vãi máu tươi chưa mất đi. Thiền An cũng đau đớn không cùng. Con bé ú ớ dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được, bởi vì quyền kiểm soát thân thể lúc này đã thuộc về thứ nhập xác kia. Minh Thành châu mày, không ngờ thứ quỷ quái kia lại đeo bám dai dẳng đến như vậy. Một trôi nữa đánh súng, Minh Thành còn chưa kịp rụt tay lại thì Thiện Phàm đã vùng khỏi tay Trung Phong, lao thẳng đến chắn trước người Thiền An, miếu máu nói. Chú không được đánh em gái cháu nữa. Thứ quỷ quái kia ban nãy Thiền Phàm cũng có thể nhìn thấy được, nhưng đứng trước cảnh em gái mình bị đánh đau, thằng bé vẫn không do dự mà chọn lao ra cản lại đã quỷ thức. Tránh ra! Minh Thành gằn giọng. Đối phó với ma quỷ không được phép mềm lòng, bằng không nhất định sẽ gây hại đến tính mạng của rất nhiều người khác, lúc đó ai cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Thiền Phàm đang muốn nói điều gì đó thì đột nhiên Thiền An lúc này nhào đến phía trước, cắn thẳng vào trong cổ Thiền Phàm. Thằng bé vốn đang đưa lưng về phía sau chắn cho em gái mình, cuối cùng lại không ngờ em gái cắn vào cổ. Thiền Phàm chỉ kịp ngơ ngác quay đầu lại, có thể thấy được mạch máu bé nhỏ kia đang căng lên, khí huyết trong người theo đường cắn
được Thiện An hút ngược trở về cơ thể của mình. Minh Thành điếng người. Thứ này đã phát triển đến trình độ muốn hút máu người rồi. Phù nhập sắc. Minh Thành còn không có thời gian để đọc chúng, chỉ có thể cắn chót lưỡi của mình lấy máu, phun lên đả quỷ thước, rồi sau đó vung vuốt thước lên. Bốn lá phù tụ lại trên thân thước. Diễn tả thì lâu, nhưng quá trình chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Đả quỷ thước đánh xuống, linh phù lóe lên tia kim quang chiếu ra muôn hướng. Cuối cùng chỉ nghe tiếng một người đàn bà gào thét lên đau đớn. Minh Thành dùng tay trái bắt lấy được bả vai của Thiện Phạm, sau đó ghim mạnh đả quỷ thước xuyên thủng lớp gạch mà đâm xuống nền nhà. Thêm một tiếng nữa, tay phải của Minh Thành chưởng mạnh vào đỉnh đầu Thiện An, khiến cho con bé bay thẳng ra ngoài, lưng đập vào vách tường đối diện. Rõ ràng con bé chỉ là một đứa nhỏ chưa đầy 12 tuổi, nhưng một chưởng của Minh Thành lại khiến cho nó đập nứt bức tường. Ngoài ra cả người lông tóc còn chưa bị tổn hao. Sau lưng Thiện An rõ ràng xuất hiện một cổ khí vụ màu đỏ yêu nghiệt, tản chậm chậm ra bên ngoài. Còn không mau chịu xuất ra. Thành lại tiếp tục muốn lao đến tiến công, thì đã nhìn thấy Thiện Phạm nắm lấy cổ tay của mình mà lắc mạnh, yếu ớt nói: Chú Thành, đừng đánh em cháu, cứu nó. Lời nói của đứa bé này triệt để thọc vào nơi sâu nhất trong tâm can của Minh Thành. Nói xong lời này, Thiện Phạm cũng lả đi. Dường như cú rút máu vừa rồi đã rút đi số máu ngoài sức chịu đựng của Thiện Phạm mất rồi. Trung Phong vội vàng ở phía sau chạy đến, bế ngược Thiện Phạm trở về, để lại chiến trường thông thoáng cho Minh Thành. Cậu kẹp một lá phù khác trong tay, tức tốc phóng thẳng về trước mặt Thiện An. Nhưng mà cậu chưa kịp tiếp cận, thì một cổ khí tức khủng bố màu đen nhạt đã đánh đến. Oanh lên một tiếng, Thành bị đánh thọc vào mạng sườn, cả người không sức chống cự, bay lệch về bên trái, tới khi ngã gãy mấy cái bàn học thì mới dừng lại. Vừa là yêu, vừa là quỷ sao? Thành đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng của mình. Nhìn xuống mạng sườn có một vết hằn hình nắm đấm màu đen vô cùng rõ ràng, đang bốc ra từng đợt quỷ khí. Minh Thành cắn ngón giữa lấy máu, vẽ lên trước mặt mình một đường hình kiếm. Đã quỷ thước vốn dĩ đang ghim giữa sàn nhà, lúc này đột nhiên nhổ phực lên, lao thẳng vào trong bàn tay của Minh Thành. Thiện An đã có thời gian đứng dậy, quanh người được bao phủ bởi một cổ yêu khí cùng quỷ khí đang xen, vô cùng quỷ dị. Minh Thành lại kiên kỵ hồn phách của Thiện An vẫn còn bị giam trong cơ thể, nên không dám dùng tới Thuận Thiên Kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đả quỷ thước này mà thôi. Ngươi cản ta, ngươi phải chết. Giọng nói tràn ngập bi thống cùng oán hận từ trong cơ thể của Thiện An truyền đến. Tiếng ma âm với tần số cao trực tiếp chấn nát toàn bộ đồ vật làm bằng kính trong nhà, kể cả màn hình tivi cùng bóng đèn, tủ kính nè, toàn bộ đều nát tan hết. Minh Thành bất tri bất giác cảm thấy được hai tay mình có chút ương ướt, đưa tay sờ lên mới biết rằng đã bị thứ ma âm kia làm cho bị thương chảy máu. Cậu không do dự nữa, vùng đã quỷ thước lao đến. Huyết hạt tối hồn phục. Đây là chiêu thức trấn gia của Lý gia, mỗi lần ra sân trừ tà đều không thể thiếu thứ phụ này. Linh phụ trống hóa thành một đầu bạch hạt được tẩm máu pháp sư, lao thẳng tới chỗ Thiện An. Thiện An phát ra một cổ ma âm bén nhọn, huyết hạt còn chưa kịp lao đến đã bị phá toái ngay trên không trung. Một đoàn máu vụ bốc thẳng lên, hóa thành vô số những cây châm bén nhọn đâm về phía Minh Thành. Đường trên đà lao đến, Thành làm sao có thể tránh kịp, cho nên cậu cũng chỉ có thể tung lên ba đồng tiền xu, lập tức niệm chú ngữ. Ba đồng tiền tức tốc xoay tròn, tạo thành một tấm chắn quanh người Minh Thành. Nhưng như vậy là còn chưa đủ, bả vai của Thành đã xuất hiện một đạo vết thương sâu hấm. Cây châm sau khi đâm bị thương bả vai của Thành, sau đó đột nhiên biến mất, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Minh Thành cắn răng nhịn đau,
đả quỷ thước lúc này đã bổ xuống. Quỷ khí hóa thành một cánh tay màu đen, mà yêu khí lại hóa thành một cánh tay khác có màu đỏ. Hai cánh tay mọc ra từ sau lưng của Thiện An, chắn lấy một chiêu đả quỷ thước này của Minh Thành. Nhưng mà đệ tử Lý Gia không phải vô dụng, đặc biệt là đệ tử gia truyền như Minh Thành. Cậu nhanh chóng thu thước, lộn ngược trở lại thêm một vòng nữa, bổ mạnh xuống một kích tiếp theo. Linh khí màu vàng từ đả quỷ thước theo quỷ khí và yêu khí bay tán loạn trong không trung. Sau đó nhân lúc Thiện An mất đà, các người cậu giống như tia chớp vội vàng lao đến. Một sợi chỉ đỏ không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong tay, nhanh chóng kết thành hình nút kết pháp, quấn lấy đầu ngón giữa tay phải của Thiện An. Tà ma yêu quái, còn không mau cút ra bên ngoài! Chỉ đỏ lúc này cũng bừng lên hồng sắc. Đây không phải là chỉ bình thường, mà là loại chỉ được ngâm qua máu gà trống, có tác dụng trừ tà rất lớn. Minh Thành rõ ràng có thể nhìn thấy được gương mặt của Thiện An đang không ngừng vặn vẹo, cả cơ thể của con bé không ngừng co rút lại. Dường như hai linh hồn bên trong cơ thể này đang đấu tranh với nhau dữ dội. Minh Thành càng dùng sức, sợi chỉ càng siết chặt đầu ngón tay của Minh Thành cùng với Thiện An, phần phật. Cậu bị hai cánh tay quỷ chấn bay ra ngoài, trượt dài trên mặt đất, áo cũng rách ra một đường thật lớn. Mà Thiện An bên kia dường như không khá hơn là bao nhiêu, cả người con bé ngã quỵ xuống, từ trên đỉnh đầu bốc ra một làn khói hai màu đen đỏ, lơ lửng dường như không nỡ rời xác đi. Bao bọc bên trong làn khói hai màu này chính là một cái đầu lâu với mái tóc dài, dung mạo không cách nào nhìn rõ được. Nó chầm chập nhìn vào Minh Thành cùng Trung Phong, còn có Thiện Phạm, Thiện An đang nằm hôn mê. Cho dù ngươi có pháp thuật tề thiên cũng không cách nào cứu nổi ngôi làng này đâu. Thành đã sớm đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người mình, không hề yếu kém mà đáp. Thật là như vậy sao? Ta cũng rất muốn coi cuối cùng là ai chết trước. Cậu dùng chân hất đả quỷ thước lên. Thước vừa bay lên, cậu liền đá vút một cái. Đả quỷ thước như tên trời dây, phóng thẳng về phía mặt quỷ ở trên không trung kia. Ngươi chờ đó cho ta, ngày chết của cả cái thôn này sắp đến rồi. Đả quỷ thước xuyên thẳng qua yêu khí cùng quỷ khí, ghim thẳng lên tượng, trung trung lay động. Minh Thành xoa xoa bụng eo của mình, lúc này đây mới cảm nhận được từng cơn đau thấu người truyền đến. Cậu cũng không ngờ rằng thứ đứng đằng sau chuyện này lại khủng bố đến như vậy. Nè, em nhận ra được cái gì rồi hay không? Trung Phong lo lắng hỏi. Minh Thành lắc đầu, cậu chưa dám chắc được thứ mình vừa mới gặp qua là cái gì. Em không chắc nữa, nhưng mà vừa rồi còn chưa phải là toàn bộ thực lực của nó, chỉ là một đạo phân hồn thôi. Thành câu mày. Một đạo phân hồn thôi mà đã mạnh đến mức như vậy, thì bản thể chân chính của nó phải mạnh tới mức nào chứ? Trung Phong gật đầu. Ban nãy anh cũng thấy rõ, anh nói. Nhưng mà có thể thấy được rõ ràng, vừa rồi là hai cổ khí tức, yêu khí và quỷ khí. Nói rõ thứ này không hề đơn giản chút nào cả. Minh Thành nhìn sang hai đứa trẻ, trầm ngâm nói. Hai đứa bé này tạm thời để chúng lại nhà mình đi, anh chịu khó chăm sóc tụi nó một chút. Em ra ngoài nói vài câu với mọi người. Có Trung Phong giải quyết, công việc rất nhanh đã xử lý xong. Minh Thành bước vội ra bên ngoài, nhìn mọi người gương mặt ai cũng mê man, không hiểu gì cả. Thành à, sao ban nãy lạ lắm, bắt mở cửa đi vào nhà con đó, vừa bước vào thì sau đó lại xuất hiện ở bên ngoài, là sao vậy? Bộ nhà con có quỷ hả? Bác Tám với mọi người trong thôn nhao nhao hỏi. Minh Thành cười trấn an mọi người. Cậu cũng không kể lại chuyện ban nãy Thiện An bị nhập, chỉ đơn giản giải thích. Nhà cháu có trấn tà phù, ban nãy cháu làm thử coi có hiệu nghiệm hay không đó mà. Bây giờ mới cho mọi người mấy lá phù nè, treo trong nhà để trấn tà ma. Nói xong,
Cậu xuất ra một sắp phù, đưa cho mỗi người một lá, rồi nhẹ giọng nói: "Bác Tâm à, bắt lại cho ông lắc." Đợi đến lúc mọi người về rồi, Minh Thành mới đem chuyện diễn ra ban nãy kể lại cho bác Tám nghe. Bởi vì dù sao chuyện này xảy ra ở trong thôn của người ta, mình không nói cũng không được. Bác Tám nghe xong cũng hoảng sợ không thôi. Không hiểu trong thôn mình có cớ sợ gì mà dạo gần đây liên tục xuất hiện tà ma quỷ quái, quấy phá không ngừng. Đang lúc nói chuyện chừng hơn một tiếng đồng hồ, thì đột nhiên ở bên ngoài có một người thiếu niên. Đây không ai khác, chính là Thắng Còi. Lần này nó triệt để hoảng loạn rồi, miệng lắp bà lắp bắp, miếu máu mà nói: Không xong rồi, trong thôn mình có cương thi rồi, người quá thành cương thi rồi, bắt Tám anh Thành. Minh Thành cùng bác Tám nghe xong vội vàng bật dậy, hướng theo Thắng Còi dẫn đường mà chạy đi. Vốn không cần đi đâu xa, chỉ cần vừa ra đến cổng nhà là Minh Thành cảm nhận được một không gian trước mặt mình lúc này có một cổ thi khí đặc biệt truyền đến. Cậu bất chợt nhíu mày nhìn một lượt chung quanh. Một tiếng thét thảm vang lên, Minh Thành hướng về phía tiếng thét kia mà chạy nhanh đến. Chỗ đó có một người phụ nữ hoảng sợ, đầu tóc rối loạn cùng với gương mặt tái mét chạy ra bên ngoài. Có quỷ, có quỷ rồi. Minh Thành gật gù chạy về phía bên đó. Nhưng mà không đợi cho cậu kịp đến, một bóng đen từ phía sau lưng người phụ nữ kia đã nhảy ra chắn trước mặt cô ta. Bóng đen này có hình dáng như một người đàn ông, có điều Thành lại không nhìn rõ được gương mặt. Người này không bước đi mà lại nhảy từng bước, giống như trong phim cương thi của Trung Quốc thường chiếu trên băng đĩa ngày bé hay xem. Thằng Hào, đây là thằng Hào, ban nãy nó mới rủ bác nhậu thịt trâu đi mà. Bác Tám hoảng sợ kêu lên một tiếng, sau đó bắt lấy cô gái kia. Đó chính là vợ của Hào. Lúc này đây vẫn còn chưa hết hoảng sợ, lắp bắp mà nói: Dạ, tự nhiên con đang ngủ, thế thì anh Hào anh cắn mạnh vô cổ con, giống như đang trút máu vậy. Minh Thành giật mình biến sắc, không nhanh không chậm hỏi lại cô gái kia: Có phải chiều nay chồng chị đang thịt trâu rồi không? Người phụ nữ vô thức gật đầu, còn nói thêm: Tôi dị ứng với thịt trâu cho nên không có ăn được, chỉ có anh ngồi ăn với lại rai mới ly rượu. Minh Thành lắc đầu, nhớ lại lời nói của nữ quỷ kia trước lúc biến mất. Đó là khiến cho cả làng Vạn Phước này sống không bằng chết. Nói như vậy thì nguy rồi. Minh Thành vội vàng lao tới chỗ anh Hào. Gương mặt anh ta đã biến thành một màu đen kịch thi khí. Hai chiếc răng nanh lúc này mới mọc ra, đâm xuyên thủng cả bờ môi trên của mình. Trong thịt trâu có chứa thi trùng, người ăn thịt trâu đều sẽ quá thành cương thi đó. Minh Thành vội vàng nói với Trung Phong lời này, sau đó xuất ra một trường linh phù trống, vội vàng đánh lên trán anh Hào. Rồi lại lấy xuống đạo bút được chấm chu sa của mình, vẽ ngoạch ngoạc lên trên linh phù này một đạo phù văn trị ngữ. Chấn! Minh Thành hô to một tiếng, sau đó vỗ lên lá linh phù một chưởng. Đôi mắt anh Hào trợn tráo lên, từ trong miệng liên tục nôn ra từng ngụm máu đen. Gương mặt tuy đã tản bớt thi khí nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại. Bác Tám trung chảy đứng một bên nhìn xem, lo lắng hỏi: Như vậy đã cứu được thằng Hào chưa? Minh Thành lắc đầu, đôi mi của cậu châu lại: Đây chỉ là biện pháp tạm thời phong ấn thi trùng trong cơ thể mà thôi. Muốn trị triệt để thì cần phải có máu gà trống, rất nhiều máu gà trống mới được. Minh Thành vừa nói xong, Bác Tám định bụng nói để mình đi chuẩn bị, thì xung quanh ba người, bốn phương tám hướng đều có từng đạo bóng đen phóng lên hạ xuống, nhấp nhô trùng điệp hướng về phía đây mà đến. Lúc này mọi người mới chân chính hiểu được tại sao Minh Thành lại phải nói là cần rất nhiều máu gà trống. Số lượng người ăn thịt trâu trong thôn thật sự quá nhiều. Nhìn số người hóa thành cương thi đang nhảy đến chỗ này, sợ rằng đã gần đạt đến 100 rồi cũng nên. Minh Thành nghiêm giọng nói: Thi trùng sẽ tiến nhập cơ thể trong một ngày đầu tiên. Sang ngày thứ hai, bọn chúng bắt đầu gặm nhấm toàn bộ nội tạng của ký chủ, thậm chí là cả hồng phách cũng sẽ không còn.
Trung Phong trầm ngâm. Nói như vậy nghĩa là chúng ta chỉ có một ngày để chuẩn bị đủ máu gà trống mà đẩy thi trùng ra khỏi cơ thể bọn họ sao? Anh bảo vệ cho Bắc Tấm, lập tức mang những người chưa ăn thịt trâu chạy về nhà đi. Đối với những người bị cương thi cắn thì phải lấy gạo nếp trắng đắp lên trên miệng vết thương trong vòng 3 phút. Đi nhanh, em mở đường cho 2 người. Trung Phong ném thanh đả quỷ thước của mình cho Minh Thành, sau đó nghiêm túc dặn đứa em thật cẩn thận, rồi mới nắm lấy một sắp đào đồng phụ trong tay, gương mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Tiếng bước chân nhảy trên nền đất càng lúc càng gần. Minh Thành đã thấy nhiều hơn số cương thi từ mọi phương đổ về. Cậu lúc này đã chân chính hiểu được dụng ý của nữ quỷ kia, để thôn làng này triệt để biến thành một thôn làng quỷ. Ăn vịt không bị sao, ăn gà không bị sao, ăn heo cũng vậy. Từ 3 lần này khiến cho mọi người chủ quan, đến lúc ăn thịt trâu thì lại bị gieo vào thi trùng, dần dần biến thành cương thi. Âm mưu này thật quá độc rồi. Minh Thành nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng trên tay lúc này cũng đã xuất hiện một nắm định thi phù. Đây là linh phù có thể giúp trấn trụ cương thi trong một thời gian, đủ để Trung Phong và Bác Tám an toàn rời đi. Một tay Minh Thành cầm đã quỷ thước đi về phía trước mở đường, còn lại chỉ cần cương thi vừa đến gần, cậu liền đánh một kiện định thi phù lên trán của họ, lập tức làm bất động ngay. Mãi một lúc mới chạy ra khỏi được vòng vây. Minh Thành nhìn Bác Tám cùng Trung Phong rời đi, sau đó quay đầu lại thở dài một hơi. Nhiều người vậy sao? Cho dù rằng chỉ cần một kiện định thi phù đánh lên trên trán, nhưng cũng đặc biệt tiêu hao thời gian cùng sức lực. Nếu như không canh chỉnh đúng lúc thì sợ rằng Minh Thành cũng sẽ bị bào đến mệt chết, chứ không khá hơn được. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 4 của Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.